đúng không ạ? Đây là không lên trăm triệu coi không được bác không trai ơi, các điểm ơi. Bác tạm đi ạ.
trước là đầu to là 3m6 nha, còn giữa là 2m95, còn đầu nó là 2m15 là đầu nó lắp. Nhưng mà tấm này thì bác chơi thì bác cách tầm 4m để bác Wow.
Gấp nào với em nhé, để anh em mới vào việc được. Bác vào anh Du quay dần dần này, lũ chun này. Thank you.
bắt cần gỗ kích thước 72-75 kg nhỉ. Cô em cốt 3 tức anh nhá. Từ tấm hôm nay em xẻ ra là 17-18 đấy. Nếu mà nằm tầm đấy thì là ta lưu nó có tầm củ quá. Cửa nhất ra đấy. Đây là mặt dưới của nó đây, nhìn xem đấy. Có tầm củ cái tấm cửa nhất là mặt dưới của nó đây này. Thank you.
vào ngay của các đen đầy. Sau khi trong này các đen đầy. Thank you.
Thank you.
không, em biết đâu em gọi chị ở đây được. Thank you.
Thank you.